Nhằm kỷ niệm 80 năm ngày diễn ra tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, Đại hội Đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2025 đến 2030, lần đầu tiên Đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội tổ chức nghiên cứu biên soạn cuốn sách biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội từ 1946 đến nay, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu chuyên đề lịch sử Đảng, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà, trưởng ban biên soạn cuốn sách biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội, ban biên soạn đã họp phiên thứ nhất. Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà nêu rõ, Đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương thực hiện và chấp hành nghiêm điều lệ của Đảng, các nghị quyết, hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên. Trải qua gần 80 năm hoạt động, Đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan. Hiện nay Đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội có 31 đảng bộ cấp cơ sở và chi bộ. Để triển khai bảo đảm công việc, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị ban biên soạn phối hợp xây dựng kế hoạch bảo đảm tiến độ ngắn nhất để hoàn thành cuốn sách, đồng thời đảm bảo chất lượng để song hành cùng cuốn sách lịch sử Quốc hội Việt Nam đã được ban hành ở các giai đoạn trước đó.